hàng mới về anh? Mới về, mới À, cái lô này về sao đẹp quá vậy ta? Như mấy con này giờ giá nó cỡ tầm khoảng nhiêu anh? Mấy con này thì nó từ 5 triệu. À, 5 triệu trở lên hả? 5 triệu mấy, có 5 triệu hoặc là 6 triệu cũng có. À, thì theo cái mã lực lớn. Thì thí dụ như con này giờ nó giá cỡ nhiêu anh ạ? Con này 5 triệu. 5 triệu hả? Còn con này? T3 nè, Kubota T3 nè. Giá thành nó cũng vậy, nó ngang ngựa với nhau hết. À, để em soi thử cái con này coi. Ồ, nó đẹp quá ha. Tuyệt vời ha. Nó xài hai cái bánh này có hơi không anh? À, hơi luôn hả? À, vàng sới luôn hả? Xoài đi. Khoảng 5 triệu ha. Kubota nè. GN140. Cái này nó có cái gì ta? Cái tem bọc ha. Ồ, cái này vàng nó mới. Cái này, chiếc này mới quá nè. Mới ghê luôn. Cái cặp bánh xe nó sao mới dữ vậy anh? Thì tại vì cái đó ít xài quá mà. À, hàng nó qua là coi như bên đó nó ít xài đúng không? À, cái này hộp này mình mở ra được hả ta? Hàng bãi mà xài không bao nhiêu quá đó. À, ồ, cái bộ ấy, cái lược gió nó còn mới tinh luôn nè. Đó, thì có bụi nữa mà. Lược nó cỡ này thôi chứ. Thì đang để là chuẩn bị rửa đó. Dạ, 5 triệu hả? Đó, 5 triệu trở lên hả anh? Nói chung là nếu mà anh cái ráp giùm em đi. Mã lực nó lớn thì nó lại mất hơn nữa. Dạ. Trung em khoái con này. Kubota T3 đẹp quá.